Hello, chào cả nhà, lại là Christine đây. Hôm nay Christine sẽ chia sẻ mẹo dạ friend và đánh com. Đầu tiên thì mình sẽ chia điểm tâm trên phần đầu móng, sau đó thì mình sẽ chia điểm tâm cho hai bên sai, xác định độ dài và mình sẽ nối 3 điểm lại với nhau. Khi xong rồi thì mình sẽ xác định độ sâu bằng cách là mình sẽ dạ theo chiều đường ngang của phần móng. Xong hết thì mình sẽ dạ được độ cong cho cái phần friend của mình và vẽ cho thật tròn. Kế tiếp thì mình sẽ tô cái phần mặt móng. Tô phần này thì mình lưu ý là mặt móng của mình sẽ tô cho thật mỏng và đều. Xong hết thì mình sẽ hơ đèn 1 phút. Lấy ra thì mình sẽ quét top một lần nữa để cho mặt móng của mình nó mịn. Khi quét top, xong top thì mình nhớ hơ đèn nha. Hơ đèn xong thì mình sẽ lấy comb bay của mình và dùng cây cọ lai quốc lấy một ít thôi. Và mình dẻ cái đường friend trước. Khi mà dạ xong cái đường friend, đường cong cho friend rồi thì mình bắt đầu tô comb base cho cái phần mặt móng nữa. Khi tô phần này thì mình lưu ý là tô cho thật đều và mịn. Xong hết thì mình hơ đèn 1 phút. Hơ đèn xong thì mình sẽ dùng một ít comb mình đánh trên cái nền friend của mình. Khi mình đã đánh xong phần bề mặt comb thì mình sẽ dùng cục mút của mình làm sạch và loại bỏ những phần pigment sót lại trên bề mặt móng. Kế tiếp thì mình sẽ dùng acetone và cây mút để làm sạch một lần nữa phần comb bám trên bề mặt móng. Khi xong hết rồi thì tốt nhất là mình sẽ cover bằng hai lớp top không cần chùi của Sealam. Và khi trong phần này thì mình sẽ quét mặt móng của mình thật mịn và nhớ là mình sẽ cover đầu móng và hai bên sai cho thật kỹ. Sau đó thì mình sẽ để vô đèn hơ treo cho thật khô. Thế là mình đã xong rồi. Chúc cả nhà thành công và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video kế tiếp. Cả nhà nhớ follow page sealamsupply.com. Bye bye.